Đây. Đó không biết làm. Hôm nay là mà Dũng Cô Đất làm clip ngày 6 tháng 9 nha anh em. 29 là mình không có ăn lỡ được, ăn ngày 6 tháng 9. Không có ăn lỡ được, nay ăn ngày 6 tháng 9. Thì hôm nay có ông anh của mình đây, quá quen thuộc đây. Còn là cú bọm. Nhưng mà bữa nay là có một đặc biệt là Lộc, thằng em ở Bình Thuận. Lộc Phù Hồ. À, chứ không phải Lộc Phù Hồ nha anh em. Nhưng đây Lộc đây, đây là chủ nhân của con chim thổ cu mèo của mình là bị knock out ở trên trên lầu mình nè. Đó. Làm clip đây là anh Dũng, anh là thần tượng nhất con thổ cu mèo ấy. Là anh Dũng Anh coi clip đây ấy là đấy, chủ nhân nha anh Dũng. Đây là Lộc anh em. Ở nhà là bốn anh em thôi. Làm con ghe thùng bia rồi từ từ tính sau. Thôi bây anh em năng ly đi, năng ly mời anh em trên mạng cái hồ tới em. Mời 5 triệu anh em trên cộng đồng thế giới. Rồi, 100% luôn. Đó, còn mình ở nhà cũng quen rồi. Ồ từ dần dễ nha anh em, ông mà. Đó, giờ mời anh em nha. Tại dịp anh em nào cứ đến mình giao lưu là cứ dây làm tiếp. Đó, thấy anh Phong quay mình hả? Uống miếng nhưng mà không số nha anh em. Vẫn sẽ muối bình thường. Điều mà stream nó cục lại chút. Sao bạn thấy nghe ngon không? Ngon, được không? Ghe đi bộ ngon ngon. Ghe đi bộ ngon á. Ừ, sao ghe chân đen mà, bộ chân con dứa, bộ cán con dứa. Ghe con dứa. Rồi, vậy nha anh em. Chút nữa gì mình tiếp. Chút nữa gì mình quay nữa, anh em xem. Khung cảnh anh em thấy không? Đồng lúa mát hậu tinh. À, anh em nhậu nhậu mà ho lơi đầy góc luôn. Phòng đồ anh Phòng ha, bàn thì Dũng lên lũng nha anh em. Anh lên nhà mình là bàn nhựa cũng lúng mà bàn đá cũng lúng, anh chúng cửa là lúng không. Rồi chào hết anh em.